mình sẽ giới thiệu cho các bạn một ngôi nhà rất là đẹp. Ngôi nhà này thật là tuyệt vời các bạn. Nó đơn sơ nhưng mà rất dễ nghe. Ngôi nhà của người Nhật các bạn. Bạn thấy không? Đó. Sân vườn nhỏ nhưng mà người ta trồng á hả? Chủ nhân của nó rất yêu hoa. Cho nên nó hả là người ta trồng hoa chăm chút từng ly từng tí. Đó, các bạn thấy không? Đẹp không? Đẹp tuyệt vời nhé. Hoa hồng thì rất là nhiều. Dưới những gốc hoa hồng á, người ta đều có viết. Các bạn thấy không? Hoa hồng. Bây giờ các bạn hãy cùng mình đi vào trong để khám phá cà chua nhé các bạn. Các bạn hãy theo chân mình. Đây là một cánh đồng cà chua xanh. Cà chua này còn nhỏ các bạn, cái này là trồng ở ngoài nghe các bạn, ngoài trời. Còn hả, một loại cà chua nào khác nữa đây này, đây. Wow, cà chua này đã có trái rồi các bạn. Cà chua này sắp thu hoạch rồi, trồng ở trong nhà kính. Nó rất là ngọt các bạn ạ. Nghe không các bạn? Nghe không?
có hiếu là xinh nhé, là xinh. Trái cây thì màu xanh, nó còn còn nhỏ các bạn, sau này nó sẽ cao lên khỏi đầu mình luôn, nó xinh xê ra. Cây người ta trồng nó thì người ta không cho nó mọc những cái nhánh, các bạn biết không, nó đi một đường như vậy thì nó mới nuôi được cái trái cà. Còn nếu như mình trồng mà mình để nhánh bò ra nhiều quá đó, nảy những cái nách, cái nách của nó này, chẳng hạn như những cái nách này các bạn, những cái nách này đó, những cái nách này đó, các bạn thấy không, người ta thường nhắc bỏ đi, người ta thường nhắc bỏ đi cái đường để không có nuôi được cái tuyệt vời. Các bạn thấy toàn là trái không luôn, đây là lớp trái không luôn các bạn, thấy chưa, rất là nhiều. Đây, các bạn nhìn chuyên nghiệp luôn. Thì phía đất bên đây á, thì người ta sẽ trồng là 2, 4, 6 luống cà, giữa hai luống cà như vậy người ta sẽ có một cái lối đi các bạn. Các bạn thấy chưa? 2, 4, 6 mỗi bên của mình là 6 luống cà. Cái này là chưa có nhiều, mai mốt á trái chín thật là nhiều, mình sẽ vào đây một lần nữa cho các bạn xem nhé. Đây là có những cái trái gốc, cái gốc thì nó rất là to vô cùng, mình nghĩ là nó khoảng nửa ký một trái đó các bạn. Các bạn nghĩ cái này có nửa trái ký không đó, nhìn nó vậy chứ bên ngoài nó to lắm luôn, to lắm luôn các bạn. Các bạn nhìn đó, vậy thật là tuyệt vời không các bạn, đó nghe quá chừng luôn, quá chừng luôn các bạn. Các bạn không có sợ không chút gì cả, cả hái thì các bạn có thể là ăn ngay tại vườn luôn được các bạn. Đó, các bạn thấy không, gì chưa, đây không các bạn. Đó.
綺麗だね。うん、すごい。